Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ, quý nhân nâng đỡ cuộc sống sang trang. Tử vi tháng 5 âm lịch cho biết rằng, người tuổi Tỵ sẽ gặp được khá nhiều may mắn nhờ có tam hội giúp sức, công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Trên phương diện sự nghiệp, con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương có thể cho bạn sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bạn vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ, dám làm, bạn sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình. Trên phương diện tài lộc, tử vi tháng 5 âm lịch này, người tuổi Tỵ, mọi việc tiến triển đều đều, các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu. Đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định. Thậm chí đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác. Phương diện tình cảm có các tinh Thái Dương và Thiên Diêu phù trợ nên bản mệnh gặp đào hoa rực rỡ. Bạn đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và yêu mến của mọi người, thậm chí có người phải lòng bạn ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. 1. Luận về phương diện sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong tháng 5 âm lịch. Con đường sự nghiệp rộng mở thênh thang với người tuổi Tỵ trong tháng 5 này. Bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp sức. Chính nhờ vậy mà con giáp này càng lúc càng tự tin, sẵn sàng hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Dưới sự chỉ dẫn của tam hợp, quý nhân có thể xuất hiện vào đúng lúc bạn cần nhất. Những người đang mơ hồ, đánh mất định hướng của mình sẽ kịp thời nhận ra được những lời khuyên hữu ích. Những ai còn trẻ tuổi sẽ nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của quý nhân, từ đó hiểu được việc mình cần làm và phải làm là gì. Trên thực tế, con giáp này vốn là người có năng lực. Các tinh chỉ là yếu tố thúc đẩy giúp bạn nhanh chóng khẳng định bản lĩnh của mình mà thôi. Khi được cấp trên giao cho những công việc khó, bạn chớ trần lòng hoặc tìm cách chối từ. Hãy dũng cảm thử sức, bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân, thậm chí mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp của bản thân mình. Lại thêm sự xuất hiện của nguyệt lệnh Lâm Quan và các tinh Thiên Phu, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ càng có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Bạn có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng, cốt là do bạn sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra làm việc, không ngại đứng trước thách thức khó khăn. 2. Luận về phương diện tài lộc của tuổi Tỵ. Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần, tuổi Tỵ dưới sự thúc đẩy của tam hợp, con giáp này không ngại ngần thử sức bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối. Vì thế bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá. Bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người theo sau mình. Các mối quan hệ rộng rãi giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu. Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại một nguồn thu ổn định. Điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình. Khi cầm được đồng tiền trong tay, bạn cũng không ngại ngay lập tức nghĩ tới việc hưởng thụ, tiêu xài lãng phí mà sẽ nghĩ tới việc tiếp tục đầu tư khiến lãi mẹ đẻ lãi con, giúp cuộc sống gia đình thêm vững chắc ổn định. Với người làm công ăn lương, Lâm Quan cho thấy bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo, dễ có cơ hội được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng, thậm chí có người được trao cho vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình.
Tháng này, bạn có thể hào phóng thưởng cho bản thân một món quà mà không cần phải lo tốn kém. 3. Luận về phương diện tình duyên. Nhiều các tên trổ về đào hoa như Thái Dương, Thiên Diêu xuất hiện, khiến cho con đường tình duyên của người tuổi Tỵ xuất hiện những điểm sáng đáng kể. Đặc biệt, người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người hợp ý. Người độc thân với tính tình cởi mở và những thành tích cao trong công việc rất dễ trở nên nổi bật trong mắt người khác giới. Không cần đến người thân quen giới thiệu, tự bạn cũng có thể gặt hái được những đối tượng khá triển vọng. Thông qua quá trình trò chuyện, trao đổi hoặc làm việc chung, bạn có thể tìm thấy tiếng nói chung với một người nào đó. Đôi bên đã trở nên gần gũi và hiểu nhau về nhau hơn, thì việc phát triển mối quan hệ sẽ trở nên rất nhanh chóng. Bạn có thể mở rộng một trang mới trong đời sống của mình. Tuy nhiên, bước sang tháng 5 âm lịch này, người tuổi Tỵ, việc đào hoa quá vườn đem lại nhiều rắc rối cho các cặp vợ chồng. Bạn cần chủ động giữ quan hệ với mọi người xung quanh, đừng nên giữ những tư tưởng ham vui khiến nửa kia phải chịu tổn thương, đồng thời lại ảnh hưởng tới danh tiếng hình ảnh của chính mình. Trong gia đình, việc vợ chồng mâu thuẫn là lẽ thường, bạn cần phải có thái độ tích cực để tháo gỡ, trở nên bỏ mặc mọi chuyện được đến đâu hay đến đó. Nếu trân trọng và yêu thương gia đình mình thì bạn sẽ hạ cái tôi mình xuống, có cái nhìn đa chiều hơn về mọi vấn đề. Như vậy thì bạn sẽ phân biệt được rõ đúng sai trong sự việc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tỵ trong tháng 5 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Bạn duy trì được tinh thần hăng hái, nguồn năng lượng dồi dào để bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, dù có hăng hái đến mấy, bạn cũng phải cần nhắc nhở bản thân mình làm việc có kế hoạch, không nên cố gắng quá sức kẻo sức khỏe suy giảm nhanh chóng, dễ mắc các căn bệnh vặt. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý tới việc rèn luyện sức khỏe, tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, làm việc gì cũng thuận lợi. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu xanh lá, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: hợp tác có lợi, đầu tư bắt đầu có dấu hiệu sinh lời. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu tím, màu hồng. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: khẳng định được vị trí của bản thân, được cấp trên trọng vụng. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu trắng. 4. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: đào hoa quả vườn, chú ý giữ khoảng cách với mọi người. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu đen, màu cam. 5. Tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: nhiều người quan tâm, dễ gặp được người phù hợp. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen.